Truyện tranh Trạng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 21. Đèn chó, Quan nhận con nuôi, Quỳnh chạy đời, cuộc chiến thái thịt. Ông ơi, con chó vàng của ông chết rồi. Tại sao nó chết? Con đâu có biết, sáng nay thấy nó không thức dậy, con mới biết nó chết. Vậy là mày làm nó chết? Con có làm gì đâu ạ. Mày có nhiệm vụ chăm sóc nó, chắc mày không chăm sóc cẩn thận nên nó buồn nó chết. Mày phải đền con chó khác cho tao. Con làm gì có con chó khác để đền cho ông? Mua con khác đền cho tao. Nhớ rằng chó của tao đẹp lắm đó. Con đâu có tiền. Làm sao thì làm, không có chó đền cho tao, tao trừ hết lương của mày. Ý, người gì mà ngang tàn quá, con chó chết lại đổ thừa cho mình. Tao ngang tàn vậy đó, mày làm gì tao? Vậy là tao mất hết tiền lương rồi Quỳnh ơi. Được rồi, tao sẽ tìm một con chó khác để mày đền cho ổng. Ráng cứu tao ngàn Quỳnh. Tao giúp mày lấy đủ tiền lương, nhưng mày không làm việc cho ổng nữa. Đền con chó xong, mày xin lãnh lương rồi kiếm cái gì đó mà nghỉ việc đi. Sao vậy? Sau này sẽ hiểu. Nè, con chó này đẹp nè, mang về đền cho ổng đi. Ông ơi, con xin đền con chó cho ông đây ạ. Ồ hô, con chó đẹp lắm, mày giỏi lắm. Ông ơi, cho con lãnh lương đi, mẹ con bệnh, con cần tiền mua thuốc. Ừ, mày đền con chó đẹp, tao cho mày lãnh lương. Thằng Tèo đâu? Dạ, nó nhờ con thưa lại với ông, nó phải về quê nuôi mẹ bệnh, nên nó nghỉ làm luôn ạ. Nghỉ thì thôi, tìm đứa khác thay nó. Cục vàng đâu, đi dạo mát với ta. Ôi, con chó của ông đẹp quá. Chó của nhà giàu thì phải đẹp thôi, khen thừa. Ai cũng khen cục vàng của mình đẹp, hãnh diện ghê. Bắt tên trộm chó. Chó của tôi mà. Con chó này của ta, nó bị mất mấy ngày trước. Không ngờ ông dám trộm chó của ta rồi ngang nhiên dẫn đi chơi. Tôi giàu có mà trộm chó à, quan đừng có vu khống cho tôi. Đã trộm chó của ta còn dám nói ta vu khống, tưởng nhà giàu thì ta không dám đánh hả? Đánh lão ba heo. Ôi da, ôi da. Dẫn con chó của ta về. Trời đánh thằng Tèo, mày bắt chó của quan đền cho tao để tao bị quan đánh. Quỳnh bắt chứ đâu phải thằng Tèo. Ông tiền đi đâu đó? Tôi đi phát cho người nghèo. Quan ôm tiền đi đánh bài mà nói dối vợ. Biết thì nín đi. Cho tiền hai đứa mày đi uống rượu, về nhà cấm nói lại chuyện tao đi đâu đó. Thấy quan sao không tránh được, đồ con bò. Ta bảo tránh được cho ta đi. Bình. Ói ói, mày dám hút quan. Cứu ta với. Bữa trước quan đánh tụi mười rồi, không cứu. Cứu ta với. Kệ ổng. Không mày cứu ta hả? Quan là cha mẹ, không cứu quan là không thương cha mẹ. Cứu ta với. Quan chụp đầu dây cho con kéo lên. Ta không còn thừa tay để chụp dây, tay ta bận ôm cái tráp tiền. Vậy thì con xin lỗi quan, con sẽ làm thế này. Vút. Chóc. Ặc ặc. Ặc ặc. Quan bị mắc kẹt vào khúc cây khô dưới sông rồi, kéo mạnh lên. Ặc ặc ặc. Coi chừng quan bị siết cổ chết đó. Để em nhảy xuống gỡ quan ra cho chị kéo lên. Quan đừng sợ, có con đây. Em gỡ quan được rồi, chị kéo đi. Ặc ặc.
thoát rồi. Đồ quỷ, dám siết cổ ta. Chứ tụi con đâu còn cách nào khác. Mà mày can đảm lắm, dám nhảy xuống nước cứu ta, giỏi lắm. Hai đứa mày là con nhà ai? Dạ, chị em con mồ côi sống lang thang ạ. Mồ côi sống lang thang mà mặt mũi sáng sủa thế à? Được rồi, xem như mày đã cứu mạng ta, ta sẽ đền ơn. Ta sẽ nhận mày làm con nuôi, ta không có con. Vậy còn chị con thì sao ạ? Ta không thể nhận một lúc hai đứa con nuôi. Hơn nữa ta không thích con gái. Chị mày cứ tiếp tục lang thang vậy. Con không chịu đâu, thà để con cùng đi lang thang với chị còn hơn sung sướng một mình. Đừng có dại, về làm con quan cho sung sướng đi, chị lo một mình thân chị dễ hơn. Đi theo quan đi, dịp mày hiếm có đừng bỏ qua. Hít hít. Hít hít. Có chuyện gì mà ngày nào cũng khóc vậy? Tôi nhớ em tôi quá. Ráng chịu đi, nó sống sung sướng thì bộ phải mừng chứ, đừng có khóc. Biết là thế nhưng tôi nhớ nó quá, hít hít. Thời gian sẽ quen thôi, nín đi, ăn cái bánh ú này cho đỡ nhớ em. Tội nghiệp con nhỏ lang thang, nó nhớ em, khóc suốt à. Người ta có hai chị em mà quan chỉ nhận nuôi một đứa, thêm một đứa nữa có sao đâu mà không nhận luôn cho rồi. Ông ngon thì nhận nó làm con nuôi đi. Quỳnh có tí tẹo mà có con, kỳ cục chết. Hơn nữa con nhỏ đó bằng tuổi tôi, làm con tôi sao được. Kệ, cha con bằng tuổi nhau cũng đâu có sao. Tôi còn chưa đủ no, thêm nó vào, lấy gì cho nó ăn. Để tôi tìm cách làm cho quan nhận con nhỏ chị về làm con nuôi luôn, để chị em nó được sum vầy. Chào chị tìm nhà ai vậy? Tao tìm nhà thằng tí chuột, có tật, đấm dài. Là em nè, chị là ai vậy? Chị là thằng Quỳnh nè, không thấy chị đẹp thế này mà có cái eo con voi à. Thằng quỷ, tự dưng giả gái làm chị để tao gọi là chị. Nhà mày tí việc, mày chạy tới nhà quan, nói với quan bà thế này, mày sẽ có tiền. Quan bà ta sân khi rồi. Quan bà ơi, con có chuyện muốn thưa. Bà cho con tiền rồi con nói. Chuyện gì nói đi, nếu là chuyện hay thì tao cho tiền. Con thấy quan đi chơi với một chị đẹp lắm. Đâu đâu, dẫn tao tới đó, cho mày tiền nè. Quan tới, theo tin tình báo thì ngày nào khi đến đây, quan cho tiền hai ông lính đi nhậu, còn quan thì đi đâu đó, trời mới biết. Cho hai đứa mày tiền đi uống nước, tao đi đâu kệ tao. Đi theo quan. Làm gì mà cứ léo đéo theo ta vậy? Dạ, có đám thanh niên theo ghẹo con đi nhờ theo quan để họ khỏi ghẹo. Đó, bà thấy chưa? To gan lớn mật, quan bà tới chạy. Con nhỏ kia đâu? Nó đi đâu rồi tôi đâu có biết. Nó đi với ông mà ông nói không biết. Không biết mà, nó sợ đám thanh niên ghẹo nên đi theo tôi chứ tôi đâu có quen nó. Chói hay lắm, hai tay đến hậu đâu. Tụi nó đi uống rượu rồi. À, tôi hiểu rồi. Ông cho tiền hai tên lính hậu đi uống rượu, để một mình ông với con nhỏ đó. Nói với tôi là ôm tiền đi phát cho dân nghèo, giờ rõ ra là ôm tiền đi chơi với con nhỏ đó. Cắm chói, về. Con nhỏ trời đánh, mày hại tao. Tôi đi thăm bà bạn đây. Bà ơi, sắc diện của bà xấu lắm, lại đây tôi giúp cho. Tôi thấy bà là người nhân từ nên tôi giúp, chứ không lấy tiền quẻ đâu mà lo. Có phải gia đình bà gặp chuyện rắc rối phải không? Đúng đúng, ông nói thử xem là rắc rối gì thì tôi mới tin. Ông chồng của bà sắp có vợ bé đúng không? Ngày chốc, ông hay ghê, ông đang quen với một con nhỏ nào đó mà tôi chưa tìm ra. Điều này xảy ra là do ông bà không có con gái,
nếu có con gái trong nhà thì chồng của bà sẽ hét linh tinh ngay. Tôi không có con gái biết làm sao. Xin một đứa con gái tuổi Sửu về làm con nuôi là ổn ngay. Được rồi, tôi sẽ nghe lời thầy. Có ai thừa con đâu mà cho mình, đã thế mà lại phải tìm đúng đứa tuổi Sửu mới là khó. Hê, hey, thằng nhỏ và cái giỏ của tôi, ai bắt giùm? Chạy ra đánh thằng bò và cái giỏ lại cho quan bà đi. Trác, đánh đóng kịch mà đánh như trời đánh, còn gái gì mà dũng mãnh ghê. Con lấy lại được cái giỏ cho bà rồi nè. Con giỏi lắm, con ở đâu vậy? Dạ con mồ côi, không có nhà ạ. Mồ côi mà sinh gái lại ăn nói lễ phép. Con tuổi gì? Dạ tuổi Sửu ạ. Hay quá, vậy thì con về làm con nuôi của ta. Đi theo ta. Ờ, con nhỏ này trông quen quen. Là chị của con đó ạ. Tôi dẫn nó về làm con nuôi cho ông hết lộn xộn. Nó làm gì để tôi hết lộn xộn? Mà tôi có lộn xộn gì đâu. Lộn xộn gì thì ông biết, đừng có giả vờ. À, vậy là chị em mình lại được đoàn tụ rồi, hết khổ rồi. Ở dưới làng chán quá, lên núi dạo một vòng cho thanh thản tâm hồn. Có ông thợ săn, mình theo xem ổng săn chơi. Có con này, ổng sắp bắn. Vút. Ha ha, thợ săn bắn dễ ẹt. Tại mày gây tiếng động nên nó chạy, làm tao bắn trật. Cắm đi theo tao. Ôi, con thỏ dễ thương sắp bị ổng bắn rồi. Vút. À, tội nghiệp con thỏ quá, ông ác quá. Thợ săn thì phải bắn thú chứ ác cái gì. Vậy là chú phạm tội sát sanh. Mày đâu phải sư cụ mà lên giọng dạy đời tao. Theo thuyết nhà Phật, mình gieo quả nào thì sẽ gặt quả ấy. Giờ chú bắn chết con thỏ, kiếp sau chú trở thành con thỏ. Thế hả? Sao chú bắn con? Theo lời mày, tao giết con thỏ thì kiếp sau tao thành con thỏ. Do đó tao sẽ giết mày để kiếp sau tao thành trạng quýnh. Vút ói ói. Hổng trúng. Hê hê, cho mình chừa cái tật dạy đời người khác. Ông Lý ơi, có đám đánh nhau kìa. Dám nói thịt lợn của tôi là lợn chết. Ai bảo bà nói thịt heo của tôi bị hôi. Ngừng chiến. Cỡ sao hai bà đánh nhau? Bà nói thịt heo của tôi bị thối. Bà nói thịt lợn của tôi là lợn chết. Vậy sao hai bà không tìm chỗ xa ra để bán, mà lại bán gần nhau để sinh sự? Chỗ này đông khách, tôi thích bán ở đây. Tôi cũng rứa. Vậy thì thế này, tôi sẽ ra cuộc thi vượt lên chính mình để chọn ra ai là người được ngồi ở đây bán, ai thua phải dọn đi nơi khác. Phải đó, tôi với bà không thể cùng bán chung một chỗ. Cuộc thi có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hai bà phải băm hết đống thịt ra thành từng mảnh nhỏ, ai làm xong trước là thắng. Giai đoạn 2 là bán mớ thịt đó, ai bán hết trước xem như thắng, được ngồi ở đây. Tôi đếm đến 10, ai băm thịt xong là thắng. Bắt đầu. 1. Cạch cạch cạch. Bập bập bập. Tôi xong, tôi cũng xong. Giai đoạn 1 hai bà huề, giờ thì giai đoạn 2, ai bán hết thịt trước là thắng. Thịt heo tươi sống đây, thịt lợn có giấy chứng nhận vệ sinh đây. Sao không ai mua hết vậy? Thịt bị băm nát bấy hết, mua làm gì? Ông Lý hại tôi rồi, làm sao mà bán đống thịt bày nhầy này? Bán không được thì mang về ăn. Lẽ ra cùng buôn bán với nhau thì phải biết đoàn kết, chia sẻ với nhau để buôn bán. Ai lại đi sinh sự với nhau? Tôi làm thế để khỏi ai bán hết, khỏi sinh chuyện. Mắc mưu ông Lý rồi, đành mang mớ thịt này về ăn thôi, lỗ to. Ờ, mà ông Lý nói đúng đó bà ạ.
Đáng lẽ tôi với bà phải đoàn kết để cùng buôn bán với nhau, sinh sự với nhau mãi, chẳng buôn bán được gì. Thôi, từ nay mạnh ai nấy bán, không sinh sự nữa.